Chào các bạn, hôm nay mình test cái bộ đổi nguồn trên bình ắc quy nhá, 12V cho mạch công suất 6 xò nhá, D718 và B688 các bạn nhá. Mạch này nó có một nguồn chính cộng trừ 40V cho mạch công suất này, mạch 16V đôi, 15V đôi cho mạch âm sắc, mạch karaoke này, mạch 12V cho bluetooth này. Đấy, một mạch 5V này, nguồn 5V cho mạch mic không dây này. Đấy, mình đang đo áp ở cộng trừ 40V nhá. Nó hai cái thành 80V này. Đấy, mình đang cho nghe với điện thoại đây. Bluetooth nhá. Đang cho nó kéo cái bát 30 lên. Một bát 2 chép này. Bình của mình đang hết điện nên mình cho chạy bằng nguồn tổ ong 12V này. Đây là dây điện này. Đây là đường ra 12V này. Mua thì nhắn tin vào Zalo theo số điện thoại mình để ở clip nhé. Tạm dừng lại cho xem nó có bị ù rè không nhá. Này, hoàn toàn không ù rè các bạn nhá. Này, quay sát vào loa luôn này, không ù rè tí nào luôn. Chạy lại này. Cái bluetooth này của mình nó đang bị đờ đờ thì chào các bạn nhé. Đây, lúc nào các bạn hết bình nhé, bạn chạy bằng cái nguồn tổ ong này cũng được này. Bình chủ yếu là phòng lúc mất điện thôi. Bộ đổi nguồn này của mình các bạn chẳng may các bạn đo nguồn bằng đồng hồ này mà chạm chập thì nó cũng không bị hỏng nhá. Còn đa phần các bộ đổi nguồn trên thị trường các bạn chỉ cần chạm chập phát nó nổ luôn, cháy luôn mạch luôn.